Cindy xin thân ái kính chào tái ngộ tới tất cả mọi người thương yêu đã đến với cái kênh Người Việt ở Mỹ về hưu. Thì mọi người nhìn Cindy đã trở lại với một sắc thái rất là bình thường, rất là fresh. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã có lời chúc phúc tới Cindy trong cái thời gian mà Cindy nằm bệnh viện. Thì hôm nay Cindy trở lại với một cái tâm thái happy, really happy, và cũng nhớ mọi người rất là nhiều. Thì trải qua gần 2 tuần ha, 2 tuần thì coi như cái ca đại phẫu thuật của Cindy đã thành công. Thì mọi người thấy hôm nay Cindy có một cái mái tóc mới, thì cũng có cái có cái ý kiến trái chiều. Một số bạn thì nói là look sexy, lúc more beautiful, nhưng mà cũng có một số bạn thì cảm thấy tiếc, bởi vì một số bạn thì nói với Cindy rằng mái tóc cũ của Cindy nhìn nó sexy hơn, nó strong hơn nó lúc younger. Nhưng mà nếu mà mình không có thử thì mình sẽ không biết là nó được cái gì và mất cái gì. Thì bây giờ Cindy uống, nhưng mà rất tiếc là Cindy muốn uống thêm một cái kiểu tóc lọn layer tầng thấp ở Việt Nam á. Thì nó đang là một cái phong trào, tức là nó rất là sexy và nó không có bị hư tóc. Nhưng mà rất tiếc là ở bên Mỹ mình mà kiếm ra được cái chỗ đó cũng hơi bị khó, phải đi vô trong những cái chỗ của người Korea. Thì nếu mà uống cái kiểu này mà Cindy muốn được như vậy thì Cindy phải tự cuốn lọn bằng set nóng ở nhà. Nhưng mà Cindy cũng hơi bị lười cho nên chỉ mới mua mousse bỏ vô thôi thì cũng được. Nói chung nó cũng là một cái kiểu tóc layer thôi, cũng 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 được. Nếu nó dài chút xíu nữa thì xin đề nghị nó ok, nó hơi bị ngắn cho nên nó hơi bị phồng. Dạ. Thì sơ lược chút xíu về cái mái tóc của xin đề, hy vọng mọi người cũng thích. Thì bây giờ xin đề xin bước vào cái vấn đề kể lại cái cuộc đại phẫu thuật của xin đề cho mọi người được rõ. Thì trước cái ngày Cindy đi mổ ngày 17 tây tháng vừa rồi đó, thì Cindy được tư vấn của bác sĩ và y tá. Thì phải nói Cindy rất là may mắn, Cindy gặp được một vị bác sĩ rất là mát tai, và ông có một cái tấm lòng nhân hậu cũng như là treat bệnh nhân wonderful. Thì Cindy tới bệnh viện thì sẽ được người ta tư vấn trước là mình sẽ không được mình sẽ được mình không được ăn uống hay là mình vân vân. Và sau thì Cindy cũng 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 rớt vào cái thời điểm Covid-19, cho nên hai cái điều mà đặc biệt người ta yêu cầu Cindy là phải lấy máu để khi trong cái thời gian mình đại phẫu có chuyện gì để người ta kiếm cái loại máu nó hạt với mình, người ta truyền cho mình. Và cái thứ hai nữa là họ muốn thử cái Covid-19 để coi mình có bị dương tính không, và nếu có dương tính thì dời lại cái cuộc mổ. Nhưng mà rất là may mắn là Cindy không có bị gì hết. Thì cái gì đến thì phải đến. Thì ngày 17 tháng 3 vừa rồi đó, Cindy có mặt ở bệnh viện vào lúc 5 giờ 30 sáng. Thì Cindy thật ra cũng đã có một cái phẫu thuật cách đây 10 năm, nhưng mà lần này hoàn toàn là khác lần trước. Có vẻ cũng như là Cindy đã trình bày là có lẽ là lần trước đó, Cindy mổ với một vị bác sĩ người Việt, và lần này thì bác sĩ mổ cho Cindy là người Mỹ. Gốc châu Âu. Thì theo như lời của cái cô y tá mà nói chuyện với Cindy á, thì có người Việt Nam mà cô nói ông này là người gốc châu Âu, cho nên rất là nice, rất là mát tai, rất là dễ thương. Và không phải là cô nói ngoa, thật sự là tới giờ phút này Cindy cũng phải công nhận là cái vị bác sĩ đó đúng như những lời cái cô y tá nói với lại Cindy. Thì cái màn khởi đầu là như vậy. Và Cindy sẽ thưa với mọi người là tại sao Cindy nói Cindy rất là thích bệnh viện ở Mỹ. Bởi vì 5 giờ 30 á, là Cindy vào và lấy tên họ, và họ đeo cho Cindy một cái băng. Thì con trai của Cindy được phép vào cái phòng repair phẫu thuật thôi, và sau đó là mọi thứ mọi cái cho phải bước ra, và Cindy coi như là giao hết cho y tá. Một cái điều mà Cindy chưa từng thấy á, là khi Cindy bước vào cái phòng chuẩn bị mổ là họ tới họ chào ba người y tá. Thì họ tới họ chào hỏi mình xong xuôi đâu đó là họ phát cho Cindy quần áo, vớ
và họ phát cho Sunny một cái bịch trong đó có chứa những cái khăn rất là nóng, warm, và họ yêu cầu Sunny là cởi hết đồ của Sunny ra và dùng những cái khăn đó lau từ đầu tới chân luôn và thay đổi toàn bộ quần áo ở trong bệnh viện và lên trên cái giường đó nằm. Thì trên Sunny tiến hành làm xong xuôi và lên giường đó làm, thì trong khoảng thời gian đó cháu trai được ngồi cái bên nói chuyện với Sunny thì khoảng đâu chừng khoảng 5 phút 10 phút là người ta cứ tới, người ta chách liên tục, người ta chách máu, người ta lấy ven, người ta truyền được biển đủ thứ, và người ta hỏi mình có bị lạnh không, có bị khát nước không, có cần một cái gì không. Khát nước thì người ta cho mình nhấp nhưng mà Sunny cũng không khát nước. Thì cái cô y tá trưởng của cái cuộc phẫu thuật của Sunny á, thì lúc Sunny vào chuẩn bị hết mọi thứ thì cô sẽ nói là ca phẫu thuật mày sẽ bắt đầu từ 7 giờ. Và Sunny nằm đó nói chuyện với con trai mà quả y như rằng đúng 7 giờ nha mọi người. Một cái điều mà làm cho Sunny rất là xúc động đó là cái đội ngũ nhân viên y tá. Họ tới một bác sĩ chính làm bác sĩ mà theo dõi Sunny mấy tháng trời đó, cộng với hai vị bác sĩ nữa, tức là ba người bác sĩ là trực tiếp mổ cho Sunny, và bốn người gây mê hồi sức là 7 người, cộng thêm với y tá nữa là chung quanh cái giường của Sunny cả chục người. Và họ tự tới và họ tự giới thiệu, tao là bác sĩ tên đó và tao sẽ làm về cái khâu nào đó cho mày, tao là y tá đó, tao sẽ làm những cái khâu gì. Và xung quanh giường của Sunny em tự nhiên lúc bây giờ Sunny cảm thấy mình giống như là một nguyên thủ quốc gia mà được người ta tới, người ta chào đón vậy đó, chứ mình không nghĩ mình là một bệnh nhân nha. Họ nói chuyện rất là trân trọng và họ rất là respect bệnh nhân, họ rất là nice, họ nói là ô you cảm thấy sao, feeling sao sao sao, họ làm cho mình tự nhiên mình cảm thấy warm lắm, mình không có một chút gì sợ sệt nữa hết. Và sau đó thì đúng 7 giờ thì cái vị bác sĩ chính á quay qua bắt tay với con trai mình, nói thôi ok tới đây là được rồi, mày giao mẹ mày cho chúng tôi đi, và tôi nếu như có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ liên lạc số phone với anh. Thì cái giường của Cindy là nằm như thế nào là họ đẩy như cái xe đó đi luôn. Và rõ ràng trên khoảng đường đi Cindy còn nhớ là đi tới đâu là nhân viên y tá và đội ngũ y bác sĩ trong cái phòng đó cầu cả trăm người như vậy, họ đều thấy cái xe mình đi ngang là họ đầu họ chào, họ say bye, họ chúc good luck. Và sau đó thì Cindy không còn biết gì nữa hết. Thì có lẽ là Cindy được cho nước biển và trong cái nước biển nó có thuốc ngủ đó. Thì tới đây Cindy hoàn toàn không biết vậy. Và khi Cindy mở mắt ra thì là 3 giờ rưỡi chiều ở một cái phòng hồi sức khác hẳn với cái phòng mổ. Và cái cảm giác đầu tiên của Cindy là Cindy muốn nói mà nói không có được. Tại vì sau này cháu ở nhà nó kể lại là lúc ngủ họ sẽ chụp thuốc mê và họ đút ấm vào trong cái cổ họng, cho nên là có thể có một cái khoảng thời gian cái đại phẫu của Cindy 4 tiếng đồng hồ, thì 4-5 tiếng đồng hồ đó kéo dài vậy, cho nên đó, cái toàn bộ cái cổ họng, cái miệng của Cindy là nó khô hết. Nên khi mà Cindy thức dậy á, Cindy nói mà nói không có thành lời, tức là trong cái mai của mình là nói cái câu đó nhưng mà cái miệng mình không nói được, bởi vì nó hoàn toàn khô. Thì Cindy may mắn là cái người trực tiếp mà take care Cindy lúc tỉnh là một cái cô bé người Việt Nam y tá. Thì cô hỏi là cô ơi, cô tỉnh chưa, cô thấy trong người như thế nào. Cindy nói ok tôi ok. Thì Cindy mới nói là cô có thấy trong người cô đau như thế nào không. Thì lúc bây giờ toàn thân của Cindy là nó tê hết, nó tê tại vì nằm với một cái, Cindy nghĩ là họ cột lại đó để mà họ làm phẫu thuật á, thì là nó tê buốt hết nguyên một cái người luôn. Thì Cindy có mơ mơ mà Cindy nói tôi nhức đôi chân quá. Thì nói tới đó là cô bé đó tới lại nói là cô ơi, cô có răng của cô là răng thiệt hay răng giả. Thì mình nói là răng của mình là răng thiệt, hoàn toàn là thiệt. Thì cô nói đâu, cô nghe răng con coi, thì mình nghe răng ra cô khen ồ răng đẹp. Không biết có đẹp không, cô lấy lòng. Thì tới đó là Cindy hoàn toàn không biết gì hết nữa mọi người. Và cái cảm giác được wake up trở lại đó là hai cái chân của Cindy được máy massage nó bóp. Nó bóp lên, nó bóp xuống và nó bóp, nó làm cho điều hòa. Và phần trên của Cindy á là cái giường nó cũng có massage nữa, nó bóp, nó đẩy lên, đẩy xuống liên tục. Và đặc biệt là nó bóp hai cái chân so good luôn. Nó là cái cảm giác nó trở lại bình thường đối với Cindy đó. Thì bây giờ là cái cô bé đó,
cô dẫn một y tá tới và cô nói với lại Cindy rằng cô ơi, bây giờ cái giờ mà làm việc của con hết rồi, đây là một y tá người Philippines thì cô ta sẽ tiếp tục check care cho cô trong cái ca của cổ, thì có những cái gì á thì cô Cindy nói với cổ phục vụ. Thì lúc đó Cindy cũng đã tỉnh táo rồi và Cindy nhận nhận thức được xung quanh, nhận thức được xung quanh. Thì Cindy đã xin thưa với mọi người là trên đầu nằm của cái người bệnh bệnh nhân mình sẽ có một cái nút màu đỏ, và khi nào mình cần cái gì đó thì mình bấm vào cái nút màu đỏ đó thì lập tức sẽ có y tá đến và hỏi mình cần cái gì. Thì ở đây thì nói tới đây thì xin nghề biết tại sao mấy ông mấy bà mấy cha mấy mẹ mình ở nước ngoài rất sợ đi bệnh viện, bởi vì theo cái kinh nghiệm của xin nghề ít nhất là tiếng Anh mình phải có, bởi vì khi mình bấm cái nút đó y tá họ vào họ hỏi mình cần cái gì, mình nít hét cái gì thì họ sẽ làm. Thì nhân tiện đây xin nghề cũng xin kể một cái chuyện vui là phòng của xin nghề có 2 người nằm, thì kế bên xin nghề á là một người cũng có một cái cuộc đại phẫu giống như Cindy, và cô ta cũng là bệnh nhân của bác sĩ của Cindy. Thì cô ta là người Mỹ trắng, mà mọi người tưởng tượng đi nha, khi mà đi mổ cô ta đem 2 cái phone, một cái laptop, một cái iPad, và cô ta talk non stop, talk xong rồi chơi game xong rồi chat, chat xong rồi talk. Nói chung là Cindy là người trẻ cho nên cái sức chịu đựng của Cindy được, chứ nếu mà người già xin thì nghĩ là không có chịu nổi với cái cô đó đâu. Và tại sao mà xin thì nói như vậy là bởi vì á người Mỹ họ biết cái quyền lợi của họ trong bệnh viện ghê gớm lắm mọi người. Giống như là xin thì nằm đó nha, mà xin thì không có đòi hỏi, nhưng mà ngược lại cô ta là người rất là đòi hỏi. Hỏi cái cô ta bấm cái chuông, rồi y tá vào hỏi mày cần gì, tao cần uống cà phê, rồi xong rồi bấm chuông, rồi y tá vào hỏi mày cần gì, tao cần sugar free bởi vì tao bị tiểu đường. Rồi bấm chuông cái y tá vào hỏi may I help you, ta tao cần cream for coffee. Nói tóm lại là người ta biết cái quyền lợi của người ta ở bệnh viện và người ta yêu cầu y tá phải phục vụ cho người ta trong cái khả năng mà người ta có thể được đó. Trong khi đó người Việt Nam mình rất là tội nha mọi người, nhất là mấy cụ ông cụ bà ngày xưa xin gì có đi thăm mấy người già đó, có nhiều người tiểu á, nước tiểu tràn lên cả cổ á, mà không có dám bấm chuông để gọi bởi vì không có biết cách nói chuyện với y tá đó. Là nhân đây thì xin thì cũng nói luôn là dù ít dù nhiều gì mình bước vào bệnh viện mình phải biết tiếng Anh nha mọi người, và mình phải biết được cái quyền lợi mình được phục vụ. Mình yêu cầu y tá họ phục vụ cho mình, đó là trách nhiệm của họ. Và xin thưa với mọi người là lương y tá ở bên Mỹ này rất là cao, có thể lên đến 50-60 đồng một giờ đó, tùy theo bang bệ, tùy theo cái học lực của người ta bao nhiêu year, thành ra họ phục vụ rất là good, rất là chu đáo. Thì khi mà Cindy tỉnh dậy đó, thì y tá vào và check dịch. Thường thường trên cái tay của mình họ đeo một cái băng và ngày sinh tháng đẻ của mình và tên tuổi của mình. Thì y tá họ rất là kỹ, họ đem cái scan vô, trước khi họ scan vô cái vòng của mình họ sẽ hỏi mình là bà tên gì, sinh năm nào, bà cảm thấy trong người bà đau có bao nhiêu cấp độ, từ cấp độ 1 tới 10. Và sau khi mà nói tên tuổi mình everything đó thì họ thấy đúng, họ scan và bắt đầu họ tự giới thiệu rằng tôi tên gì đó và ngày hôm nay tôi sẽ phục vụ bà ở trong cái time như thế nào và cái thuốc bà uống là gồm những cái gì cái gì cái gì. Nói chung là nếu như mà mình có tiếng Anh đó, mình nằm nhà thương mình rất là thích, tại vì cái sự phục vụ rất là chu đáo, mình không cần thiết phải nhờ tới người nhà của mình. Đó là cái mà hay nhất ở Mỹ. Ví dụ như bây giờ mọi người mổ ra nha, mọi người thay quần thay áo cũng là y tá họ thay cho mình, đi cầu đi tiểu cũng là người ta dẫn đi cho mình. Và hả xin thì cái lúc mà xin thì vừa mới tỉnh khoảng đâu 3 tiếng á, thì xin thì có nói với lại cái cô y tá là tại vì họ đặt một cái đường ống ở trong cửa mình nó đưa ra để lấy nước tiểu ra ngoài, thì xin thì mới nói với lại người đó là
Mày có thể nói với bác sĩ tháo cái đó ra cho tao không? Tại vì tao feel trong cái bọng đái của tao nó nhiều nước hơn và tao cảm thấy tao muốn đi tiểu. Thì cái cô đó cũng nói là ok để tao hỏi bác sĩ, thì after that bác sĩ tới á, thì cô hỏi bác sĩ là cái người bệnh nhân này họ muốn như vậy, thì bác sĩ nói ok nếu nó đi được thì tháo cho nó. Mọi người có tin không, tháo xong á là cái cô y tá nói, mày có cần nằm ở đây đi tiểu không, nếu mày cần tao đem cái bô lên cho mày tiểu và tao đi độn. Thì xin này nói không, tao muốn đi vô restroom mà, chứ tao không có muốn kiểu phục vụ như vậy. Thì mọi người nghĩ nghĩ đi, cái sự phục vụ nó quá ư là chu đáo, phải nói là thật sự là như vậy. Và khi mổ xong ra đó thì xin này nằm một đêm và nửa ngày, thì được 5 vị y tá như vậy phục vụ chia ca ra. Thì may mắn cho Cindy là Cindy rebuild rất là nhanh, cơ địa rất là tốt, cho nên là 3 tiếng đồng hồ sau là Cindy có thể walk around cái phòng của Cindy rồi. Và chính ngay cả cái cô y tá cô cũng rất là ngạc nhiên, cô nói I'm proud for you, tao rất là tự hào cho mày, tao chưa thấy bệnh nhân nào mà mổ xong mà đi liền được như mày, mày sức khỏe quá tốt. Thì đó cũng là cái may mắn mà bề trên cho Cindy. Thì cái happy thứ hai của Cindy nữa là đội ngũ bác sĩ. Phải nói là khi chưa mổ và cũng tới khi mổ vậy, mọi người có tin không, Cindy mổ nằm trên giường như vậy đó mà hai cái vị bác sĩ chính của Cindy tới quỳ dưới chân giường á và hỏi rằng ô mày có khỏe không, mày có hài lòng với những cái phục vụ của tụi tao không, đây này kia. Và họ giải thích cho Cindy là trong cái thời gian mà họ phẫu thuật, những cái gì họ lấy ra, những cái gì họ cần xử lý cho Cindy, và họ báo rằng Cindy sẽ có những cái triệu chứng nó như vậy và 10 ngày sau như thế nào, 20 ngày sau như thế nào và 1 tháng sau như thế nào. Trời ơi, tự nhiên Cindy cảm thấy là trời sao mà mình quá đặc biệt luôn, mình không không hề giống như là một cái bệnh nhân vậy trơn á, mình giống như là một cái người mà trời ơi người ta phải có cái trách nhiệm tới tập phục vụ mình mà đấy. Thì xin thì thấy điều đó xin thì mừng lắm. Phải nói là xin thì có một ông bạn, thì ông bạn nó hồi năm 62 tuổi, ông đi thai non, và ông nói với xin thì rằng là ông quyết định về Việt Nam ở luôn khi mà cái tuổi già. Nhưng mà mọi người biết sao không, tới khi mà ông về tới Việt Nam rồi á, sau đó ổng qua ổng nói tao sẽ không bao giờ về Việt Nam nữa, tao đi chơi thôi chứ tao không có ở luôn. Thì xin có hỏi là tại sao, thì nói là tao vào bệnh viện tao phát hoảng luôn, bởi ông anh của tao ổng bị stroke mà ổng bị y tá bắt bò từ cái giường này qua cái giường kia, còn nạt nộ tao chứng kiến tao sợ quá, trong khi đó cái chuyện bên Mỹ này nó không có như vậy. Nhưng mà lúc bây giờ Cindy chưa được hưởng những cái phục vụ tiện ích trong bệnh viện, cho nên Cindy cũng không biết là lời của ổng nói đúng hay sai. Nhưng mà bây giờ tới khi cái đợt mà Cindy nằm như thế này thì Cindy mới thấy là đúng, cái người đã nói đúng, tức là một khi bước chân vào bệnh viện rồi là người nhà mình không cần vào và họ sẽ phục vụ cho mình chu đáo cho tới khi mà mình ra về. Còn về ăn uống trong đó đó thì thật ra khi mổ ra người ta không cho mình ăn nhiều. Mình cũng có hỏi bác sĩ y tá là tại sao khi mà mình ra đó thì người ta cho mình ăn cái jelly á, là cái xương xa xương sáo của mình á, họ cho mình ăn jelly và uống nước fruit vậy thôi à, họ không cho mình ăn nhiều. Thì tại vì Cindy á, là đã nhịn ăn từ 7 giờ tối của ngày hôm trước rồi đi vào mổ và tới 3 giờ mấy 4 giờ Cindy mới ra, cho nên rất là đói đói mà không có đồ ăn, chỉ ăn giao ly như vậy thôi, cho nên là khi mà y tá trở lại nó chắc máu sinh đề nó tụt xuống còn có 95. 95 thì quả là quá thấp, cho nên là cô y tá đó cô đi nói chuyện với bà bác sĩ, thì bà bác sĩ bà mới đem cho phép đem những cái lon nước apple root đó để sinh đề uống có cái chất đường đó, để mà cái máu của sinh đề nó lên lại. Thì nói chung đó, đồ ăn nếu ăn được đồ Mỹ thì ok, tại vì Cindy ở được ở đó 1 ngày rưỡi thì Cindy được phục vụ là năm năm lần ăn, thì họ cho ăn mashed potato tức là khoai tây nghiền nát đó mọi người, hem họ cắt nhỏ, ức gà họ cắt nhỏ, và họ cho ăn cà rốt khoai tây này nọ gì đó đơn giản có chút xíu vậy, nhưng mà mình cảm thấy nó đủ chất. Thì khi mà Cindy khỏe rồi đó, tỉnh táo rồi đó, có thể máng cái chai nước biển lên cái cây và đi vòng vòng ngoài đó, thì Cindy mới phát hiện ra là cái cách xây dựng nhà của bệnh viện ở bên đó nó là hình vuông hoặc là hình chữ nhật. Thì mọi người hình dung đi,
những cái phòng bệnh nhân nó sẽ nằm xung quanh, và cái center chữa bệnh nó nằm ở giữa, thì nó có đội ngũ y bác sĩ ở giữa, và cái nút mà màu đỏ mà xin đi bấm á, thì nó sẽ bấm tới một người y tá trưởng. Hết sao á, thì khi mà bấm tới đó thì nó có một cái bản đồ của cái phòng bệnh nhân, thì cái người y tá trưởng đó họ sẽ nhìn thấy cái phòng nào cần thì họ sẽ hỏi là mình cần cái gì. Và ví dụ như mình nói là tôi cần cái này cần cái kia, thì họ sẽ gọi cái cô y tá đang làm cái nhiệm vụ của cái phòng đó, và cái cô y tá nó không trốn đi đâu được nha mọi người, bởi vì lúc nào trên người cái cô y tá đó cũng có một cái máy bộ đàm hết, và cô ta ở bất kỳ nào thì cái chị y tá trưởng họ bấm bộ đàm và họ hỏi mày đang làm cái gì, và nhận bệnh nhân của cái phòng đó nó đang chờ mày cái gì đó. Thì xin đi nằm đó, và xin đi thấy có nhiều ông Mỹ già, ông la làng lên, ông la làng lên chỉ vì đơn giản ông cảm thấy nó comfortable, có vậy thôi. Và ông yêu cầu là bệnh y tá phải tới chăm sóc ông, đưa ông ngồi dậy nằm xuống, và họ cũng phải làm luôn. Và đó là cái nhiệm vụ của họ mọi người, họ không hề có một chút xíu nào cằn nhằn cũi nhủi, hoặc là họ có tỏ thái mặt thái độ ra mặt là họ không có bằng lòng với cái việc của làm. Thì Cindy đã nói với mọi người về cái tình trạng của cái cô mà nằm kế bên Cindy đó, là cổ là cái người mà đã phải nói là tiếng Mỹ nó gọi là yell a lot đó, nhưng mà cổ vẫn được mọi người chiều chuộng và phục vụ một cách tối đa. Thì bác sĩ cũng vậy mà y tá cũng vậy, nhưng mà Cindy nằm đó một ngày thì chỉ cần qua cái cách phục vụ là Cindy biết một cái người y tá có bao nhiêu cái thâm niên, và cái người y tá có thâm niên thì take care cái người bệnh nhân nó nhẹ nhàng hơn, còn cái người mà mới vào thì họ cũng làm với một cái lòng nhiệt tình, nhưng mà họ không có kinh nghiệm, nhiều khi họ làm cho bệnh nhân đau đớn hoặc là khó chịu. Nhưng mà nhất là những cái cô Filipino mà làm lâu năm chừng 10 20 năm, họ lấy ven, họ lấy máu đều rất là nhẹ nhàng, và họ chỉ cần mình nhóm lên là họ biết mình cần cái gì và họ giúp mình ngay đó. Cho nên là xin nghĩ thấy là cái việc mà đi nằm nhà thương ở Mỹ nó quá tuyệt vời, giống như là mình nói thì nó hơi quá đáng, nó giống như là mình đi một cái vacation gì đó mọi người. Thì cái câu hỏi của mọi người đặt ở đây là vì sao bệnh nhân được trả tiền, bệnh nhân được treatment một cách very well như vậy, thì xin thưa là vì cái giá tiền á ở bệnh viện họ chạc rất là cao, có thể là mấy chục ngàn cả trăm ngàn có cái ca mổ. Nhưng mà cái cách trả tiền cho bệnh viện nó có hai cách, một là có bảo hiểm đi làm, ví dụ như cái ca đó 10 ngàn thì bảo hiểm nó pay cho mình 8 ngàn và mình trả 2 ngàn. Hai nữa là mình làm cái công việc của mình, cái lương nó thấp thì chính phủ cho, và nó còn có rất nhiều cái hội đoàn từ thiện họ ký quỹ, hoặc là những người giàu có họ ký quỹ họ cho. Thì ví dụ như bây giờ, ví dụ như bây giờ sinh viên nghèo quá, sinh viên không có tiền, nó chặt sinh viên 100 ngàn, nhưng mà những cái hội đoàn đó nhà nước trả 100 ngàn cho bệnh viện, còn những người giàu có thì người ta móc cái túi của cái người đó trả 100 ngàn cho bệnh viện. Chính vì vậy mà bệnh viện không mất đi đâu một cái khoản nào hết, và chính vì vậy cho nên cái sự phục vụ giữa hai người bệnh nhân giàu và nghèo đều giống nhau. Đó là một cái hay nhất mà chúng ta thấy cái quyền lợi của người dân ở Mỹ là như vậy. Thì sau mấy ngày xin đi tái khám thì vị bác sĩ rất là mừng, bởi vì xin đi đã trở lại một cách bình thường, bây giờ cái bụng thì còn hơi ê ê chút, dĩ nhiên rồi đại phẫu mà phải mọi người, nhưng mà phải nói là hồi phục sức khỏe thì phải nói là 80-90% rồi. Thì đó là những cái gì mà xin đi trải qua trong bệnh viện, và lần cuối thì xin thì cũng xin thưa với mọi người là vì bệnh viện là nơi mà rất cần tiếng Anh, vì vậy cho nên xin thì rất hy vọng là các chị các mẹ mọi người có về Việt Nam chơi mà có chuyện gì thì nên nên đi bác sĩ, nên bị bệnh viện ở đây. Và nếu mà mọi người đã nghe lời xin thì trình bày, thì mong rằng mọi người sẽ chịu khó học tiếng Anh. Bởi vì tuổi già của chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta không có tự làm việc cho chúng ta được, mà chúng ta phải nhờ người này người khác help cho mình. Và đặc biệt khi mình ở nước ngoài, mình vào trong đó rồi, thì người thân của mình, dù con mình có là kỹ sư bác sĩ hoặc là một cái
thành viên gì giàu có nổi tiếng thì cũng không có hết mình được đâu, mà chỉ có một thân một mình đối đầu với lại bệnh tật, với lại những cái treatment của nhà thương và những người y tá bác sĩ. Thì buộc lòng nếu như chúng ta muốn sung sướng, chúng ta muốn được hưởng những cái benefit của mình, thì xin mọi người hãy học tiếng Anh để mà chúng ta có một cái independent và chúng ta có được một cái tiếng Anh để mà đòi hỏi cái sự phục vụ ở đội ngũ y bác sĩ trong nhà thương. Và cũng thưa là Cindy rất may mắn là lương Cindy lúc trước rất cao, nhưng mà năm vừa rồi là bị Covid cho nên Cindy làm không có nhiều tiền. Và chính vì nhờ làm không có tiền cho nên cái cuộc phẫu thuật này của Cindy chỉ trả đúng có 1.000 đồng thôi. Và xin thưa với mọi người, nếu ở Mỹ mà 1.000 đồng mà tiền đi bệnh viện như vậy là trong mơ đó mọi người. Thì đó là những cái chia sẻ về bệnh viện ở Mỹ, và Cindy xin được ngừng ở đây. Và Cindy sẽ có một cái topic nữa cũng về bệnh viện, và Cindy sẽ gửi đến cả nhà trong phần thứ hai. Hy vọng cả nhà vui vẻ đón nhận và tiếp tục ủng hộ cho kênh Người Việt ở Mỹ về hưu. Càng đông thì Cindy càng vui, và càng vui thì có cái động lực làm nhiều hơn. Chứ nếu như mà Cindy không có mọi người ủng hộ thì Cindy cũng rất là buồn. Thân ái kính chào cả nhà và chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ. I love you. Bye bye.